Video này sẽ cho bạn thấy việc sử dụng một chiếc iPhone hàng dựng nó lỗ như thế nào. Đây là một chiếc iPhone 13 hàng dựng mà mình mượn được từ một cửa hàng mà mình xin phép được giấu tên. Và anh chủ cửa hàng thì cũng đã nói cho mình biết rằng là những cái linh kiện đã được thay ở trên cái chiếc iPhone 13 này. Nhưng mà khoan, các bạn hãy thử nhìn cái bức ảnh này mà xem. Các bạn có thể thấy rằng là cái bức ảnh của chúng ta, cái ngoại hình của nó ngay từ ban đầu là một chiếc iPhone cực kỳ nát, đặc biệt là ở phần màn hình cũng như là phần mặt lưng. Và tất nhiên là cái linh kiện được thay lần đầu tiên của chúng ta nó sẽ là phần vỏ rồi. Đó, cái phần vỏ này các bạn có thấy rằng đây sẽ chỉ là một cái vỏ lô thôi. Theo như mình có tìm hiểu thì đây là vỏ lô, nhưng mà thực sự là nhìn nó cũng rất là đẹp. Và cái mức giá cho một cái chiếc vỏ lô này các bạn có thể mua được ở ngoài ấy, nó là khoảng từ 800 cho đến 1 triệu. Nhưng đó là giá mà người dùng mua, chứ không phải là giá mà người bán mua vào. Là các bạn có thể hiểu rồi đúng không ạ? Có một điểm ở phần ngoại hình mà mình phát hiện ra, đó là ở cái phần khe chọc sim của chúng ta thì nó đã bị vênh lên rồi. Đó, thế nên là đây cũng là một điểm mà các bạn nên cân nhắc khi mà các bạn đi mua một cái chiếc máy ở những cửa hàng bên ngoài. Và cái linh kiện thứ hai được thay ở đây, tất nhiên nó là màn hình rồi. Nó vỡ thế cơ mà đúng không ạ? Thế nhưng mà theo như mình có tìm hiểu và anh chủ cửa hàng có nói với mình thì đây là màn zin được thay từ một chiếc máy khác sang. Và theo như mình trải nghiệm thì đúng thật đây là một chiếc màn zin của iPhone 13. Thế nhưng mà có một cái điểm cực kỳ may mắn ở trên cái chiếc máy này, các bạn biết là gì không ạ? Đấy là camera trước, camera sau và Face ID. Rất may mắn rằng là mặc dù nó bị vỡ nát như vậy, thế nhưng mà những cái linh kiện này thì vẫn có thể sử dụng được. Thực sự là nếu như mà để thay những cái phần linh kiện như là camera và Face ID ấy, thì cái giá mà các bạn phải trả cho những cái phụ kiện chính hãng đó nó phải bằng giá của một chiếc iPhone mới rồi. Thực sự là như vậy. Và cái việc là bị cong vênh mên nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng cực kỳ nghiêm trọng ở trên cái chiếc iPhone 13 này, và mình sẽ thử cho các bạn luôn. Đó chính là thông thường nhá, khi mà mọi người ấn một cái dòng lệnh đấy là sao thăng 06 thăng thì ở đây nó sẽ hiện cho mọi người cái email của máy. Thế nhưng cái chiếc máy này thì không hề hiện bất kỳ một thông tin gì cả khi mà mình ấn cái dòng lệnh này. Và các bạn bắt buộc là phải vào trong phần cài đặt để có thể là kiểm tra email của chiếc máy này. Và có một cái lỗi nữa nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái quá trình sử dụng của bạn. Đấy chính là khi mà bạn lắp SIM vào ấy thì cái chiếc máy này nó sẽ bị văng active giống như một chiếc iPhone lock, mặc dù đây là hàng chính hãng VNA. Đó, các bạn thấy tác hại của việc là mua một chiếc máy dựng chưa? Thực sự rằng là nếu như không dùng được SIM thì đây sẽ là một cái lỗi cực kỳ là nghiêm trọng. Và cái lỗi thứ hai mà mình tìm hiểu được ở trên cái mẫu máy này, đó là khi mà các bạn vào cái phần giới thiệu thì nó không hề hiện bất kỳ một thông tin gì liên quan đến việc là linh kiện của chúng ta đã bị thay. Mặc dù đây là một chiếc máy được thay màn hình chính hãng, thế nên rằng là với những cái quảng cáo giống như việc là máy của mình bán là 100% zin, chưa thay đồ, chưa gì cả, là một cái lời quảng cáo mà tôi thấy rằng nó không tín tí nào cả. Họ hoàn toàn có thể là can thiệp được vào phần mềm để có thể là chỉnh sửa được những cái lỗi như thế này. Thực sự là với những cái người đi mua như mình, hay là với những người mà đi mua như các bạn, nếu chúng ta vào cái phần này thì cũng chỉ check được xem là nó đã thay cái gì chưa, nhưng mà nó chưa hiện không thay cái gì đúng không ạ? Thì không thể nào biết được là cái chiếc máy này đã thay hay chưa. Đây là một trong những cái điểm mà người mua rất là dễ bị đánh lừa. Và trong quá trình mà mình sử dụng ấy thì có một cái điểm mà mình nhận ra rằng là mặc dù pin của chiếc máy này có dung lượng tối đa là 89%, thế nhưng mà khi mà mình để máy qua đêm vào trước đó thì mình đã có sạc lên tới là 90 mấy% rồi. Nhưng mà để máy qua đêm thì ngày hôm sau máy của mình không còn 1% nào cả. Có thể là viên pin của cái chiếc máy này nó cũng đã bị lỗi rồi. Mặc dù là trong quá trình sử dụng hàng ngày thì mình thấy là pin của nó không bị xuống nhiều. Và đây là cái video mà mình quay được vào buổi sáng khi mà mình không còn 1% pin nào cả. Đây, hiện tại thì mình đã phải cắm lại pin cho cái chiếc máy này. Không hiểu tại làm sao thế nhưng mà để qua đêm thì đến bây giờ, tự nhiên lúc mình mở ra nhá, là không còn một vạch pin nào luôn. Mà đến ngày hôm qua là mình sạc là 100%. Đây này. Đấy, bây giờ là sạc 4% này. Đó. Và như ở đầu video thì mình cũng đã nói với các bạn rằng đây là một chiếc iPhone được thay vỏ lô. Nó đồng nghĩa với cái việc đó là cái chiếc iPhone này nó không còn khả năng kháng nước nữa. Đó, đây là một cái điểm cực kỳ bất lợi của những cái chiếc iPhone đã bị thay vỏ. Và các bạn cũng không thể nào biết được khi mà người ta thay một cái vỏ lô nhìn nó mới như thế này, đúng không ạ? Và với một cái chiếc iPhone như thế này, có thể là các bạn sẽ mua được rẻ hơn vài triệu so với những cái cửa hàng bán ở bên ngoài, hay là so với giá của thị trường. Thế nhưng mà cái sự ổn định mà nó mang lại cho chúng ta là hoàn toàn không có. Thế nên rằng là nếu như các bạn đang có nhu cầu mua cho mình những cái mẫu iPhone thì mình nghĩ rằng là các bạn nên tìm đến những cái cửa hàng uy tín như là Cellphonet chẳng hạn. Ở đây thì người ta đã check hết cho bạn phần mềm cũng như là phần cứng rồi, thì chúng ta có thể là yên tâm sử dụng.
Hoặc là nếu như bạn muốn mua ở những cái cửa hàng khác thì mình khuyên bạn rằng là các bạn nên check thật kỹ. Đầu tiên là về phần ngoại hình, các bạn cần phải xem rằng là máy của chúng ta nó đã bị cong vênh hay là nó có bị móp méo gì ở cái phần vỏ này hay không. Tiếp theo đó là các bạn nên check về camera này, về mic cũng như là phần màn hình để xem là nó đã bị chết cái điểm nào chưa. Đó. Hoặc là tốt nhất thì mình nghĩ là các bạn nên tìm một người có hiểu biết về công nghệ để cùng đi check máy với bạn. Và người đó sử dụng cái chiếc máy mà bạn đang định mua thì là điều tốt hơn cả rồi. Bởi vì là họ sẽ biết được rằng những cái lỗi nhỏ nhặt nó đang tồn đọng ở trên cái mẫu iPhone đó là gì để có thể là check kỹ hơn. Và qua cái video này thì các bạn cũng đã biết được rằng là một cái chiếc iPhone dựng của chúng ta thì nó sẽ gặp những cái lỗi như thế nào. Thực sự rằng là những người bán họ sẽ không nói cho bạn rằng là họ đã thay cái gì đâu. Kể cả là khi bạn có check ở trong máy thì cũng không thể nào biết được rằng là họ đã thay cái gì, đúng không ạ? Thế nên là hãy tìm mua ở những cửa hàng bán iPhone uy tín nhá. Còn những cái mức giá mà nó quá ngon ấy, cái thứ mà ở trên trời rơi xuống ấy, thì nó chỉ có nước mưa và chim cho bạn ạ. Thế nhé.